Kính thưa quý vị, mới đây sự việc vụ giảm đạp kinh hoàng xảy ra tại sân vận động Kajuruhan ở Malat, Indonesia đã khiến 174 người chết, 11 người bị thương nặng, 298 người khác bị thương nhẹ. Sự kiện này được nhìn nhận là một trong những ngày đen tối đối với bóng đá thế giới cũng như bóng đá Đông Nam Á. Nó như một lời cảnh tỉnh khiến tất cả chúng ta phải giật mình và nghiêm túc xem xét lại công tác an ninh để điều tương tự không xảy ra tại Việt Nam. Để phân tích sâu hơn về vấn đề này, chúng mục nhận định đã có cuộc trò chuyện với nhà báo bình luận viên Huỳnh Sang mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào nhà báo bình luận viên Huỳnh Sang. Vậy thì thưa ông, ông nhận định mức độ nghiêm trọng của vụ giảm đạp vừa rồi hay là vụ bạo loạn vừa rồi tại một sân vận động ở Indonesia như thế nào ạ? À, xét về cái tính chất nghiêm trọng thì chúng ta đều biết là à, qua cái con số thống kê mấy ngày nay đó, thì cái vụ việc ở Indonesia được xem là nghiêm trọng thứ hai nếu mà xét về số lượng nạn nhân à nghĩa là nằm trong top những cái thảm họa gọi là nghiêm trọng nhất của lịch sử bóng đá à, khi xảy ra ở các cái sân vận động thì cái điều đó cho thấy rằng là nó một cái hậu quả thảm khốc như vậy nó mang đến một cái sự đau đớn à, cho rất là nhiều gia đình và có những cái hệ lụy rất là lớn không chỉ đối với cái bóng đá indonesia mà cũng mang đến cái nỗi ám ảnh cho các cái cổ động viên những cái người yêu mến bóng đá bên ngoài lãnh thổ của đất nước vàng đảo à, rõ ràng đó là một cái sự việc mà à, ở Indonesia người ta đã 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 có vẻ như là trước đó có rất là nhiều cảnh báo rồi nhưng mà hầu như là giới chức trách Indonesia cũng như là các nhà tổ chức họ còn rất là chủ quan cho nên là xảy ra những thảm họa như vậy thưa ông là một chuyên gia nhiều năm trong lĩnh vực bóng đá nhất là bóng đá Đông Nam Á và như em được biết thì ông đã có cơ hội trực tiếp cảm nhận được cái nền bóng đá Indonesia ừ. vậy thì ông nhìn nhận đâu là nguyên nhân dẫn đến cái thảm họa này ạ? Tôi đã từng đến Indonesia để tham dự một số cái trận đấu để mà uh, đi tác nghiệp ở một số trận đấu. Thì nhắc đến Indonesia thì người ta có lẽ là phóng viên thể thao Việt Nam cũng không quên cái sự kiện vào năm 1997 trên sân vận động Ngô uh, và cái sự kiện đó thì uh, nó không phải là thảm họa nhưng mà cổ động viên của Indonesia gần như là nổi loạn sau cái trận hòa của đội tuyển bóng đá Việt Nam và đội tuyển bóng đá Indonesia trong khuôn khổ của 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 sea games năm 1997 nhưng mà tôi thì tôi trải nghiệm trực tiếp trên cái sân vận động Petrukima ở thành phố Surabaya trong cái trận đấu chung kết Đông Nam Á vào năm 2013 giữa U19 Việt Nam và U19 Indonesia thì đó là một cái bầu không khí mà nó mang đến cho người xem thứ như những cái vị khách như tôi đó thì hết sức là 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 cảm thấy là bất an à, khi mà tôi ngồi trên sân vận động để mà tôi tường thuật trực tiếp thì phải nói rằng là cổ động viên Indonesia và báo chí rồi các cái thành phần khác gần như không có một cái khoảng cách an toàn nào cả một cái hành lang an toàn để bảo vệ cho cho những cái bộ phận chuyên môn làm việc với khán giả hầu như là không có và trong suốt quá trình trận đấu thì cổ động viên của họ rất là hung hăng rất là hổ báo và Tôi cảm giác là chỉ cần chúng ta có một cái hành vi nào đó hơi chạm hướng một chút hoặc là gây cho họ một cái sự khó chịu thì ngay lập tức sẽ xảy ra chuyện liền. À, họ hô hào, họ hò hét, họ xô đẩy, họ, họ 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 gần như là họ có những cái gì mà mà có thể uh, làm loạn được trên sân là họ sẵn sàng sử dụng. À, kể cả là sau trận đấu thì may mắn trong cái trận đấu đó là một cái trận đấu mà nói ra thì nó nghịch lý tức là cái trận đấu đó U19 Việt Nam chúng ta thua. À, nhưng mà cái thua đó gần như là một cái một cái lá chắn an toàn. Nó giúp cho những vị khách rời sân trong an toàn. Bởi vì nếu như mà mà thắng thì tôi cũng không biết là là lúc đó cái sự giận dữ hay là một cái 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 điều gì đó nó 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 bộc phát từ cổ đồng viên Indonesia không biết là mình uh, có trở về được hay không. Thì nói như thế là một cái trải nghiệm trên sân vận động nó rất là nó rất là ghê gớm và nó làm cho chúng ta rất là bất an trong mọi điều kiện hoàn cảnh. À, xem bóng đá trong cái điều kiện như vậy thì rõ ràng là là rất khó để 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 để, để chúng ta an tâm và đặc biệt cầu thủ đá trên sân cũng bị áp lực lớn. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà ở đây tôi không tôi tôi không bao biện cho cái trận hòa vừa rồi ở cái ở cái giải một cái giải đấu U19 giữa Việt Nam và Thái Lan đó. Uh, hòa sao để cuối cùng loại Indonesia thì cái giải đó nó cũng đá trên sân của Indonesia. Thì thì họ rất là ngại, họ rất là ngại gặp các cầu thủ Indonesia ngay trên sân của Indonesia. Thì chúng ta lấy bóng đá nó phải có sự cuồng nhiệt, nhưng mà nó chuyển sang một cái cấp độ quá khích là nó lại nguy hiểm. Cho nên không phải ngẫu nhiên mà nó xảy ra cái trận đấu vừa rồi trong khuôn khổ của một cái giải vô địch quốc gia Indonesia. Thì rõ ràng là trong cái bóng đá các cầu thủ viên gần như họ có cái sự hận thù ở trong đó họ sử dụng bóng đá nó chỉ là một cái gọi là một cái cớ để họ xung đột với nhau và cái điều đó nó gây ra cái sự bất an mà thực chất thì bóng đá Indonesia không phải là lần đầu tiên chết người theo cái tổ chức tổ chức giám sát thống kê bóng đá của của Jakarta thì ở Indonesia từ năm 1995 là đã chết đến 70 người và thậm chí là liên đoàn bóng đá Indonesia người ta thống kê là từ năm 2005 cho đến nay là đã chết 95 người nghĩa là những cái thảm họa nó đã xảy ra nhiều rồi à, tất nhiên là về số lượng nó không bằng như bây giờ nhưng mà chúng ta cũng khó nói là chết một người với chết mấy chục người thì nó nó khác nhau tại vì nếu xét từng gia đình từng cá nhân thì cái chết đều là thảm họa như nhau cả ở đây nó khác nhau về số lượng chứ không khác nhau về cái gọi là cái cái sự đau đớn của mỗi gia đình của mỗi cá nhân cho nên cái điều đó gần như là nó 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 cho người ta thấy rằng là bóng đá indonesia các nhà tổ chức bóng đá indonesia rồi kể cả nhà chức trách họ chưa có những cái giải pháp hữu hiệu để ngăn chặn những cái thảm họa như vậy Vậy thì sau cái vụ việc như ở Indonesia thì ông nghĩ nhìn nhận lại cái bóng đá Việt Nam thì chúng ta nên rút ra những bài học gì để tránh xảy ra cái tình trạng tương tự như vậy ạ? À, đây không phải là cái thảm họa đầu tiên của thế giới mà có những cái thống kê kể cả là những nền bóng đá mà hiện đại như là ở Anh cái sự kiện Hebro năm 1998, à, à, 1989 hay là một số sự kiện ở các quốc gia khác sự kiện ở Peru, ở Nepal, ở Ai Cập vân vân đều xảy ra chết hàng chục người thậm chí là là hàng trăm người à, có rất nhiều sự kiện như vậy nhưng mà sự kiện xảy ra ở một đất nước Đông Nam Á trong khuôn khổ một giải vô địch quốc gia thì chúng ta là Việt Nam cùng trong khu vực à, chúng ta chắc chắn là sẽ rút ra những cái bài học hết sức sương máu à, bài học kinh nghiệm mà tôi cho rằng là cần thiết à, cái nỗi đau của người ta nhưng nó cũng là lời cảnh báo đối với mình à, có người nói với tôi là ở Việt Nam cũng khó xảy ra những cái sự việc như vậy tôi thì nói thì không 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 không, không, không quá bi quan nhưng mà thật sự chúng ta không thể có những cái suy nghĩ chủ quan như thế bởi vì à, Bóng đá là một cái môn chơi mà nó tập hợp số đông ở trên sân vận động. Nghĩa là tổ chức một cái sự kiện thể thao trong cái bối cảnh đông người. Mà số đông rồi mà nếu như không có một cái sự kiềm chế uh, về cái hành vi quá khích hay là sự giận dữ thì chỉ trong tích tắc nó có thể xảy ra thảm họa. Cái thảm họa ở đây nó đến từ nhiều nguyên nhân. Một là cái cuộc đối đầu giữa cầu đồng viên hai bên. Hai là cái cuộc đối đầu giữa cầu đồng viên với lực lượng bảo vệ ba là một cái lý do khách quan nào đó khiến người ta phải tuôn chạy giống như là cái trận mưa đá tôi nhớ tôi nhớ không lầm xảy ra ở ở ở trong một cái điều kiện sân động như ở Nepal nó thì nó khiến cho các cầu đồng viên phải phải chạy và như thế dẫm đạp lên nhau tức là có những yếu tố khách quan à, vậy thì có những vụ nó là bạo loạn nhưng có những vụ nó xảy ra từ yếu tố khách quan thí dụ xảy ra một sự cố ở trên khán đài cháy nổ hay là một cái sự cố nào đó là là là, là sập khán đài hay là một cái sự cố nào đó nó khách quan thôi thì buộc người ta phải phải thoát thân ấy. thì lúc đó là dẫm đạp lên nhau đó cũng xảy ra thảm họa nó không phải là bạo loạn nhưng nó là thảm họa thì như thế liệu rằng chúng ta có có trả lời cho câu hỏi là ở việt nam sẽ không xảy ra chuyện đó hay không không có ai dám đảm bảo cái chuyện như vậy nhưng căn cứ vào thực tế thì vừa rồi chúng ta thấy là càng có lý do để chúng ta phải đề phòng là ở trên sân vận động là trai trong cái giải đấu giao hữu thôi cổ động viên đốt pháo sáng rất là nhiều ở trên sân động hàng đẩy cách đây mấy năm trong khuôn khổ giải vi thì pháo thăng thiên được cổ động viên bắn và bắn sang khán đài a để một cổ động viên nữ bị 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 cháy luôn cái 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 khoảng đùi như thế này và tận xương như thế cái hình ảnh mà anh em đồng nghiệp chia sẻ với tôi thật sự là tôi không dám xem lần hai là bởi vì pháo nó bắn là nó phá nguyên một cái một cái phần cơ thể của người ta và may mắn là không xảy ra thiệt mạng. Và như vậy rằng là có ai dám trả lời rằng là chúng ta không có xảy ra những thảm họa như vậy. Và chính vì cái điều đó thì trong cái công tác tổ chức của chúng ta cũng phải tính đến những cái gọi là tôi tạm gọi là lằn ranh sinh tử cho những cái sự việc như vậy, có khả năng nó cũng có thể thể xảy ra. Nó không xảy ra theo cách này, có thể xảy ra theo cách khác vân vân. Nhưng mà chúng ta phải nói thẳng và nhìn nhận như vậy để chúng ta đề phòng chứ không phải là chúng ta nói chúng ta mong nó xảy ra à, chúng ta đề phòng những cái sự cố như vậy bởi vì như vậy là ban tổ chức họ phải tính đó phương án là như vậy xảy ra thì phải như thế nào thậm chí là phải ứng xử với cổ động viên nó cũng phải có những cái điều tế nhị phải có những giải pháp cứng nhưng đồng thời có những giải pháp mềm để kiềm chế sự giận dữ chứ còn nếu như không kiềm chế được sự giận dữ thì tôi nói số đông cổ động viên vài ngàn người thôi chứ đừng nói là vài chục ngàn người như indonesia vẫn xảy ra những cái điều không hay đó. không phải là chúng ta có công cụ trên tay là chúng ta có thể sử dụng được sử dụng công cụ nó phải 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 thông minh phải thông thái chứ không phải chúng ta có công cụ chúng ta chúng ta sử dụng là chúng ta làm quyền là rất dễ chết dễ xảy ra chết người nhưng mà có những trường hợp chúng ta vẫn phải sử dụng công cụ để răng đe thì cái đó là cái các cái phương án của các ban tổ chức người ta đặt ra phối hợp với lực lượng chức năng cho nên tôi cho rằng cái sự cố xảy ra một cái thảm họa xảy ra ở một đất nước đông nam á như indonesia nó có điều kiện tương đồng như giống như việt nam của chúng ta thì chúng ta phải xem xét và tính đến một cách nghiêm túc để đề phòng những cái 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 sự cố như vậy xin cảm ơn nhà báo bình luận viên huỳnh sang vì những chia sẻ vừa rồi ạ